giới thiệu chi tiết và rõ ràng về các hoạt động của Hot Service. Thưa quý vị, cùng hợp tác để phát triển ngành khoa học công nghệ trong nước cũng như của thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát triển, chúng ta cần có những chuyên gia đến từ những quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu trên thế giới. Một trong những sự khác biệt của Hot Service và SH Teleco chính là phương pháp chúng tôi sử dụng đội ngũ chuyên gia nước ngoài để giới thiệu dịch vụ từ nhà cung ứng đến nhà đầu tư. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nico Taguchi, xin được trân trọng giới thiệu ông Kim Sơn Ki và xin được trân trọng giới thiệu ông Rizal sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng tôi tặng hoa. Xin được trân trọng kính mời. Bảo hiểm Bảo Long.